Thưa quý vị, cả nước đang bước vào mùa mưa bão cũng là nguyên nhân chính gây ra tình trạng đất bị sói mòn, dẫn đến sạt lở, gây mất an toàn cho người dân, đặc biệt là những bà con đang sinh sống tại nơi có địa hình núi cao hiểm trở. Mới đây, một vụ sạt lở bờ kè xảy ra trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã cướp đi sinh mạng của ba người trong một gia đình và khiến người khác bị thương. Danh tính các nạn nhân rất nhanh đã được xác minh. Thông tin từ đại diện Ủy ban Nhân dân phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, vào khoảng 2 giờ 20 sáng ngày 30 tháng 4, tại khu vực Tổ 4, phường Duyệt Trung, xảy ra một vụ sạt lở đất khiến 3 người tử vong, một người bị thương. Tất cả các nạn nhân đều sinh sống trong một gia đình. Theo lời kể của những người hàng xóm, gia đình bà Trương Thị Hoa, sinh năm 1958, là chủ hộ, có 5 người sống trong căn nhà phía dưới chân kè. Sáng sớm cùng ngày, bờ kè bất ngờ đổ ập xuống, khiến cho hàng chục mét khối đất đá ở trên tràn vào nhà bà Hoa. Lúc này, bà Hoa cùng con trai, con dâu và hai cháu nhỏ đều ngủ trong nhà. Vụ việc quá bất ngờ khiến chị Trương Thị Nga, sinh năm 1994 cùng hai con nhỏ là các cháu Dương Yên Nhi, sinh năm 2018, Dương Anh Đức, sinh năm 2019 bị đất đá đè trúng gây tử vong. Con trai bà Hoa là anh Dương Trung Hiếu, sinh năm 1992, ngủ giường phía ngoài nên may mắn không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bà Hoa bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Bờ kè nói trên là của gia đình ông Lê Đức Thuần, có hộ khẩu thường trú tại tổ 15, phường Tân Giang xây dựng. Bờ kè này được xây lên, sau đó đổ đất vào tạo mặt bằng. Công trình mới được hoàn thành chưa lâu thì xảy ra sự việc. Sau khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng đã huy động lực lượng dân quân phối hợp với người dân và cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức tìm kiếm người bị nạn, đưa các thi thể ra ngoài và đưa người bị thương đi bệnh viện kịp thời tình trạng đất đá bị sạt lở xói mòn vẫn luôn là nỗi lo lắng của nhiều bà con vùng cao để hạn chế đến mức thấp nhất những vụ việc tương tự có thể xảy ra các lực lượng chức năng cùng bà con nên đưa ra những biện pháp cụ thể để phòng chống cũng như khắc phục tình trạng này giúp bà con yên tâm sinh sống canh tác qua mùa mưa lũ sắp tới